Vậy khi nào thì có thể tẩy trắng răng? Tẩy trắng răng có mấy cách và tẩy trắng răng thì giữ được trong vòng bao lâu? Đó là những câu hỏi mà được rất nhiều khách hàng quan tâm khi tìm hiểu về dịch vụ tẩy trắng răng. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Lệ Thu đến từ đội ngũ nha khoa Hùng Cường. Và hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn về cách làm trắng răng hiệu quả gấp đôi đến từ công nghệ tẩy trắng laser whitening. Tẩy trắng răng khi nào? Khi răng của bạn bị ố màu, sử dụng chè, cà phê, hút thuốc lá hay là những răng niêm kháng sinh ở thể nhẹ. Tẩy trắng răng thì không nên sử dụng khi khách hàng men răng chưa hoàn thiện, những trẻ dưới 14 tuổi thì không nên sử dụng. Thứ hai là những phụ nữ có thai cũng không nên sử dụng tẩy trắng răng vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Và thứ ba, tuyệt đối chống chỉ định đối với những khách hàng có dị ứng với lại các thành phần trong thuốc tẩy trắng. Tẩy trắng răng thì có hai cách, đó là tẩy trắng răng tại nhà và tẩy trắng răng tại phòng khám. Tẩy trắng răng tại nhà, chúng ta sẽ sử dụng một cái khay máng trong suốt, sau đó bôi thuốc vào trong lòng máng và ép vào bề mặt men răng. Phương pháp này thì sẽ thao tác tại nhà dưới sự hướng dẫn của nha sĩ và diễn ra trong khoảng 7 đến 14 ngày. Cách thứ hai đó là tẩy trắng răng tại phòng khám bằng công nghệ laser whitening, tức là nha sĩ sẽ bôi thuốc trực tiếp lên bề mặt men răng của bệnh nhân và sử dụng đèn chiếu. Thời gian sẽ kéo dài khoảng 50 phút đến 1 tiếng tùy vào tình trạng răng của bệnh nhân. Tẩy trắng răng tại phòng khám thì hiệu quả bật tông sẽ rõ rệt ngay sau khi tẩy trắng. Còn tẩy trắng răng tại nhà thì nó sẽ lên đều từ từ, diễn ra trong khoảng 7 đến 14 ngày. Tẩy trắng răng tại phòng khám bằng công nghệ laser whitening thì được rất nhiều khách hàng tin dùng. Có đến 90%, hơn 90% khách hàng sử dụng tẩy trắng răng tại phòng khám. Thứ nhất là tẩy trắng răng tại phòng khám thì thao tác trực tiếp bởi nha sĩ bằng công nghệ tẩy trắng hiện đại. Bệnh nhân sẽ không hơi buốt và sau khi tẩy thì sẽ bệt tông rõ rệt. Còn phương pháp tẩy trắng răng tại nhà thì hiệu quả sẽ thấy từ từ. Tẩy trắng răng là một phương pháp hiệu quả, an toàn và không cần mài răng. Đó là lời khẳng định từ Hiệp hội Nha khoa Thế giới FDA. Trên đây là những chia sẻ, những lưu ý mà cho khách hàng có thể tìm hiểu trước khi muốn tẩy trắng răng. Hy vọng video sẽ bổ ích đối với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của Nha khoa Hùng Cường nhé. Xin chào tất cả các bạn. Nha khoa Hùng Cường, vì sức khỏe nụ cười của bạn.